Vận khí để giảm cân bằng cách nào? Một hiện tượng phổ biến trên thế giới hiện nay là nhiều người bị bệnh mập phì, lượng mỡ càng lúc càng dày thêm. Những nước công nghiệp có mức sống càng cao, chứng bệnh mập phì càng phát triển nhanh chóng. Căn bệnh này không làm cho con người chết ngay, nhưng làm giảm tuổi thọ một cách đáng kể và làm cho mạch máu não, tim phổi hoạt động khó khăn rồi tử vong. Muốn trị lành được chứng bệnh thời đại này, chúng ta phải biết nguyên nhân căn bản nào đã phát sinh ra một cách chắc chắn nhất. Từ đó chúng ta phải chặn đứng được nguyên nhân phát sinh bằng bí quyết vận khí. Ai cũng biết ở các nước nghèo, đời sống thiếu thốn không sao phát sinh căn bệnh này, trừ trường hợp bị nhiễm hóa chất trong thực phẩm. Bệnh mập phì chỉ phổ biến tại các nước thừa thải vật chất, nhưng lại ít được trang bị về nguyên tắc dinh dưỡng sao cho khỏe mạnh. Cứ đói là ăn, bất cứ thức ăn ngon miệng nào, cứ khát thì uống, cho thật thỏa thích và uống bất cứ thức uống thích khẩu nào. Bên cạnh đó là thời tiết mát mẻ, dễ ngủ, cuộc sống lại ít vận động, vân vân. Đó là những nguyên nhân phát sinh ra bệnh mập phì. Cơ thể con người có những nhu cầu gần như không giới hạn, giống như lòng ham muốn cũng không có bờ bến vậy. Ăn uống nhiều thì bộ tiêu hóa dần dần nở to ra, mà dạ dày càng lớn thì lượng thức ăn, thức uống càng lúc càng phải nhiều hơn thì mới đáp ứng được sự đòi hỏi vô bờ bến của nó. Ăn uống nhiều thì chất đạm, chất béo nhiều, cơ thể phải to phì ra để chứa, để dự trữ, vân vân, tạo ra một sự mất cân bằng, một tình trạng bất bình thường, tức là tình trạng bệnh hoạn càng lúc càng nặng thêm. Biết được nguyên nhân như thế rồi, chúng ta phải làm sao để chặn lại, làm sao để cơ thể trở lại bình thường, giảm được lượng mỡ dự trữ, dư thừa, giảm cân để tình trạng sức khỏe bình thường. Hiện nay, y học đã cố gắng sử dụng một số loại thuốc để trị bệnh này, nhưng kết quả không khả quan vì không trị được nguyên nhân sinh bệnh là thói quen ăn uống không bình thường. Một số bác sĩ cũng nghiên cứu đưa ra những loại thức ăn thay thế để trị liệu chứng bệnh này, nhưng kết quả cũng không đạt được như ý muốn và cũng không đẩy lùi được thói quen ăn uống không bình thường. Có người cũng khuyên nên nhịn ăn để trị bệnh mập phì hoặc ăn kiêng theo phương pháp chỉ ăn gạo lứt với muối mè. Có thể nói, người ta đã cố gắng tìm cách đẩy lùi chứng bệnh thời đại. Có quá nhiều người mắc phải, nhưng căn bệnh vẫn còn đó và nhiều người vẫn còn chịu đau khổ mà chẳng biết phải làm sao. Riêng chúng tôi xin được đóng góp vào sự việc đẩy lùi căn bệnh hiểm nghèo này bằng một phương pháp, một bí quyết không tốn kém, chỉ cần một chút nghị lực và một số thời gian cần thiết mà thôi. Đó là bí quyết vận dụng khí trời để trị bệnh. Vì sao bí quyết này có khả năng trị được bệnh? Chúng tôi xin được giải thích một cách vắn tắt như sau. Như trên chúng tôi đã nói, căn bệnh mập phì phát sinh do thói quen ăn uống mà ra, nên muốn trị được thói quen này, tức là muốn đẩy lùi được căn bệnh thì phải triệt tiêu thói quen xấu này. Đã là thói quen xấu, là tập quán thì bạn không dùng thuốc để trị được, mà bạn phải có phương cách để thay đổi thói quen, tập quán, giúp bạn thay đổi được cách ăn uống và giúp cho dạ dày hẹp nhỏ lại thay vì cứ tiếp tục nở to thêm. Làm được những điều này tức là bạn sẽ giảm cân ngay, căn bệnh của bạn sẽ lùi dần để cơ thể bạn trở lại bình thường. 1. Vận khí để thay đổi thói quen, tập quán. Bắt bạn uống thuốc, bắt bạn nhịn ăn hoặc bắt bạn ăn kiêng cử nhiều để cho cơ thể bạn giảm cân là những yêu cầu không thực tế vì bạn sẽ không bao giờ làm được. Do đó, chúng tôi không yêu cầu bạn nhịn ăn, không yêu cầu bạn uống thuốc này, thuốc khác hoặc không yêu cầu phải ăn uống theo một chế độ đặc biệt ngay. Chúng tôi chỉ khuyên bạn mỗi ngày dành ra từ 30 đến 45 phút để áp dụng bí quyết vận khí. Tất nhiên, nếu thời gian tăng thêm được thì càng tốt, căn bệnh của bạn càng bị đẩy lùi nhanh hơn. Mỗi lần bạn chỉ cần từ 10 đến 15 phút và mỗi ngày 3 lần, sáng, trưa và chiều, trước các bữa ăn. Bạn nhớ là vận khí trước bữa ăn, không nên vận khí sau bữa ăn.
Vì cơ thể bạn đang mập phì nặng nề nên bạn vận khí hơi khó khăn. Nhưng bạn cứ tập dần, sau một thời gian ngắn bạn sẽ nhận được rất rõ kết quả là bạn có thể chế ngự dần được thói quen thèm ăn, thèm uống. Bạn sẽ thấy bạn ăn uống dễ dàng và đơn giản hơn trước mà cơ thể vẫn khỏe hơn trước. Từ đó bạn sẽ thích thú hơn trong việc vận khí hàng ngày. Bạn có biết vì sao nhờ vận khí mà bạn thay đổi dần được nhu cầu các dưỡng chất qua thức ăn, thức uống không? Xin nói ngay cho bạn an tâm là chúng tôi có thể vận dụng khí trời để sống hàng tuần lễ, không cần ăn, uống. Nên việc bạn vận dụng khí trời để thay thế từng bước các loại thức ăn, thức uống của bạn là điều dễ dàng. 2. Thay đổi phương cách ăn uống. Vận khí một thời gian, bạn đã chế ngự được phần nào thói quen ăn uống hàng ngày. Bây giờ bạn phải tiến thêm một bước nữa, đó là bạn thay đổi phương cách ăn uống. Chúng tôi không khuyên bạn chỉ ăn gạo lứt với muối mè, vì chắc chắn bạn sẽ rất khó áp dụng. Chúng tôi cũng không khuyên bạn chỉ ăn rau củ, trái cây, bỏ hẳn thịt cá, chất béo mà cơ thể bạn từ lâu đã quen dùng chúng. Nhưng chúng tôi chỉ khuyên bạn cần thay đổi ngay phương cách ăn uống theo phương thức giảm chất đạm và chất béo động vật, thay bằng chất đạm và chất béo thực vật. Ngoài ra, bạn nên dùng thêm các loại rau củ tươi hoặc nấu chín cùng với các loại trái cây có chất chua như chanh, xoài, cà chua, vân vân. Thức uống thì bạn nên uống nước lọc, nước suối thiên nhiên, nước trà, cà phê, vân vân. Giảm hoặc ngưng hẳn các loại thức uống nhiều chất bổ dưỡng và nhiều ga đi, vì cơ thể của bạn đang thừa chất bổ dưỡng. Từng bước với sự kiên nhẫn hàng ngày của bạn, chắc chắn bạn sẽ sụt cân một cách khỏe mạnh, không hề có một triệu chứng xấu nào đâu. 3. Giảm thể tích của dạ dày. Bạn bị mập phì, tức là thể tích của dạ dày bạn đang phình to quá mức bình thường. Nếu bạn không ngăn ngừa, thì dạ dày sẽ tiếp tục lớn thêm, mà càng lớn thì lượng thức ăn, thức uống càng phải nhiều thêm. Kết quả là bệnh mập phì của bạn không sao ngăn chặn được. Vì vậy, bạn phải giảm thể tích của dạ dày. Bạn sẽ không thể làm được điều này nếu bạn không biết bí quyết vận khí. Nhờ năng lượng của khí trời đưa vào cơ thể, nên bạn thay đổi được phương cách ăn uống và giảm được thể tích của dạ dày. Muốn cho dạ dày bạn giảm thể tích thì lượng thức ăn, thức uống phải giảm dần. Nghĩa là bạn ăn vừa đủ no, uống vừa đã khát, bạn đừng ăn thêm như trước nữa. Trước đây, khi không biết cách vận khí, bạn rất khó dừng lại khi khẩu vị của bạn đang còn cần ăn uống thêm. Nhưng nay nhờ vận khí, bạn sẽ chế ngự được tính xấu này. Bạn luôn luôn phải nhớ rằng bạn đang chữa trị một chứng bệnh nguy hiểm cho cuộc đời bạn, nên bạn phải cố gắng làm theo những gì chúng tôi đã hướng dẫn. Tóm lại, khi nào bạn thay đổi được thói quen ăn uống, thay đổi được phương cách ăn uống, làm giảm thể tích dạ dày, thì nhất định chứng bệnh mập phì của bạn được đẩy lùi để sức khỏe bạn được trở lại bình thường. Nhờ đó, bạn mới có thể khỏe mạnh và sống lâu được. Và chúng tôi xin nhắc bạn là, bạn không thể làm được các điều trên nếu bạn không biết bí quyết vận khí. Tất nhiên, bệnh mập phì sẽ bị đẩy lùi nhanh chóng nếu bạn nhập một vài tuần thất. Vấn đề này được nói đến thật rõ ràng trong sách của chúng tôi. Thank you.